Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 405. Bài này làm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ phần đếm đồng phân của những hợp chất thơm. Em nào yếu phần này có thể tham gia khóa học bằng cách là truy cập vào cái trang web trên đỉnh đó. Quay lại bài mã số ID là 405. Việc đầu tiên là các em tính pi vào vòng trước. Pi cộng vòng bằng 4. Việc thứ hai là các em căn cứ vào điều kiện người ta yêu cầu các em là gì? Tác dụng với lại NaOH tỷ lệ 1:1. Và khi tác dụng với natri thì số mol hiđro bằng với số mol của X phản ứng. Thế thì các em phải phân tích cái điều kiện này để các em suy luận. Thứ nhất, pi cộng vòng bằng 4 nghĩa là nó làm gọn ở trong vòng nhân thơm. Thế còn lại bên ngoài của thầy phải là no. Các em hãy nhìn vào oxy, các em có hai oxy. Hai oxy của thầy mà muốn no thì bắt buộc nó phải là có hai nhóm OH rồi. Đó, hai nhóm OH, không thể là chức este hay là axit được. Đó, vì chức este và axit nó có pi mất rồi. Như vậy, kết quả là thầy sẽ có như sau. Căn cứ vào phản ứng với NaOH tỷ lệ 1:1 thì suy ra nó phải có một OH của phenol. Nhưng người ta lại cho tác dụng với natri thì số mol hiđro bằng số mol X phản ứng, suy ra là có hai nguyên tử hiđro động. Như vậy, chứng tỏ là có hai nhóm OH, một nhóm OH của phenol và một nhóm OH của rượu thơm. Đó, cái quan trọng nhất là cái suy luận. Kết quả sau khi đã khẳng định được như vậy rồi thì các em cứ vẽ thôi. Một nhóm OH đính với nhánh và một nhóm OH đính với vòng thơm. Các em hãy tra lên trên này, các em thấy là có hai nhánh. Nhánh R1 của thầy nó là CH2OH đây. Nhánh thứ hai là OH của thầy là nhánh R2. Như vậy kết quả là thầy có ba đồng phân thỏa mãn. Đáp án là C. Đó, ba đồng phân đó là octo, para và meta.